Năm ngoái mình cũng đến vào đúng dịp tuần lễ vàng, mình cũng nhận được một giải thưởng trị giá 5 triệu đồng. Mình nhận cả hai voucher thì nói chung là voucher nào mình cũng cảm thấy quý, cảm thấy rất là vui trong người. Sao mình đến lắm là sự may mắn đến vậy. Xin chào quý vị, Hải Yến đang đứng tại khu vực đang tổ chức sự kiện đặc biệt tuần lễ vàng 2024 thắp sáng ước mơ gia đình hiếm muộn của Bệnh viện Nam Học và Hiếm muộn Hà Nội. Hôm nay là ngày đầu tiên diễn ra chương trình tuần lễ vàng 2024. Quý vị có đang tò mò về không khí tại Bệnh viện Nam Học và Hiếm muộn Hà Nội ngay lúc này không ạ? Vậy thì hãy theo chân Hải Yến để cùng gặp gỡ và trò chuyện với những khách hàng nhận được ưu đãi trong ngày đầu tiên diễn ra chương trình. Nhận được những voucher là rất là vui. Không chả biết nói sao nữa, nhưng mà mình cảm thấy là rất là vui vì khi bệnh viện nói chung là có hỗ trợ những gia đình hiếm muộn để vợ chồng có thể mất được ít chi phí. Ngày hôm nay khi mà hai vợ chồng đến thì các bạn cầm quyển hồ sơ và chị ơi hôm nay là đang là tuần lễ vàng, mình cảm thấy là quá là ngạc nhiên ấy. Và mình thực sự là vui lắm. Cũng nhờ tuần lễ vàng mà mình có động lực hơn để đi tìm kiếm con và được làm bố. Rất là vui, cảm ơn bệnh viện tạo ra một chương trình tuần lễ vàng rất là vui và ý nghĩa cho tất cả mọi người trên con đường đi tìm con như vợ chồng nhà như mình. Mình qua trang fanpage của bệnh viện thì mình có biết về chương trình tuần lễ vàng, thì mình thấy đây là một chương trình ưu đãi rất là ý nghĩa. Tại vì ở nhà xa nên là mình thường đến thì sẽ đến sớm, sáng nay thì mình đến lúc 6 giờ là mình đến bệnh viện rồi. Theo Hải Yến quan sát, chương trình tuần lễ vàng 2024 đang nhận được sự quan tâm và ủng hộ rất lớn từ phía cộng đồng. Đây là một chương trình mang dấu ấn riêng của Bệnh viện Nam Học và Hiếm muộn Hà Nội. Năm 2024, chương trình tuần lễ vàng càng trở nên đặc biệt hơn vì cũng là kỷ niệm 15 năm thành lập bệnh viện. Khi đến bệnh viện, quý vị hãy qua khu vực quầy lễ tân để được hướng dẫn đến các dịch vụ và ưu đãi trong tuần lễ vàng. Tại khu vực chờ thăm khám, quý khách sẽ được lấy số, xếp sổ chờ để được bác sĩ chuyên môn thăm khám và tư vấn. Trong phòng khám, nơi mà các bác sĩ chuyên môn đón tiếp và tư vấn cho các cặp vợ chồng đang trong hành trình tìm kiếm con yêu. Để nhận được những phần quà tại bệnh viện, quý khách hãy di chuyển đến khu vực trả kết quả xét nghiệm, tham gia nhận quà và viết mong ước lên cây nguyện ước. Quý vị ơi, chương trình tuần lễ vàng 2024 sẽ được triển khai từ ngày 6 tháng 5 đến ngày 19 tháng 5 2024 với nhiều gói ưu đãi và hàng ngàn voucher giá trị hỗ trợ cho các cặp vợ chồng đang trên hành trình tìm kiếm con yêu. Quý vị hãy cùng đến với AF Hà Nội tham gia chương trình tuần lễ vàng 2024 thắp sáng ước mơ cho những gia đình hiếm muộn.